Mang quan tài đi đòi nợ, nạn nhân người mất nhà, kẻ muốn chết. Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi đòi nợ được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Được biết, vụ việc diễn ra tại xã Đức Minh, huyện Đắk Miêu, Đắk Nông. Trong clip, người phụ nữ cùng với một số người mang quan tài vào tận nhà con nợ để đòi tiền. Tới nơi, người này cầm micro nói, chở quan tài vào đây cho mẹ. Sau đó, bốn người đàn ông vội khênh chiếc quan tài đặt vào hiên của ngôi nhà. Ngồi chờ sẵn bên trong, người phụ nữ liên tục kêu gào, bà nợ ơi, trả nợ đi bà con ơi, làng xóm ơi, chia sẻ với em, kêu bà nợ về trả nợ cho tôi đi, bị nhầm lòng tin, bà nợ lừa tôi hết rồi bà nợ ơi. Ngoài ra người này còn dùng vật dụng kim loại để gõ âm ỉ. Ngày 19 tháng 11, bà Ngô Thị Thanh Trúc, xã Đức Minh, huyện Đắk Miêu, Đắk Nông cho biết, gia đình đang nhờ tư vấn để tiếp tục làm đơn đề nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc bà BTTN vay tiền không trả. Bà Trúc cho biết, nhà bà và bà N ở gần nhau, thân quen từ trước và nhiều lần bà N mượn tiền gia đình bà để đáo hạn ngân hàng. Hiện bà TTN nợ bà 6 tỷ đồng nhưng gia đình bà đang nợ ngân hàng 7,5 tỷ. Đến ngày 8 tháng 6, bà N tuyên bố vỡ nợ không trả tiền cho bà Trúc. Cũng theo bà Trúc được biết, bà N có nhiều tài sản nhưng đã tẩu tán nhằm thoái thác việc trả nợ. Tôi đã thế chấp nhà của mình và của con cho ngân hàng. Nếu bà N không trả nợ, cả gia đình tôi phải đứng trước nguy cơ mất nhà. Gia đình tôi đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã đến lúc tôi nghĩ đến cái chết. Ngoài bà Trúc, ông Đặng Hoàng Minh Nhật, sinh năm 1976, cũng là nạn nhân của bà N. Nhà ông Nhật cách bà N khoảng 100m. Trước đó, ngày 31 tháng 5, bà N vay gia đình ông 2,6 tỷ để đáo hạn ngân hàng. Lãi suất bà N đưa ra là 1.000 đồng 1 triệu một ngày, không tính ngày thứ Bảy Chủ nhật vì ngân hàng không làm việc. Đến sáng ngày 8 tháng 6, ông Nhật thấy nhiều người tới nhà bà N để đòi nợ mới biết bà vay mượn nhiều người. Lúc đó bà N nói rằng đã vỡ nợ, không có tiền trả. Bà N vay tiền của tôi được hơn một tuần thì tuyên bố vỡ nợ dù không kinh doanh buôn bán gì. Điều này chứng tỏ bà N đã cố tình chiếm đoạt tài sản của tôi. Ông Nhật cho biết thêm, số tiền ông cho bà N vay có tiền của người thân. Ngoài ra có 700 triệu đồng, ông thế chấp nhà vay ngân hàng. Ngày 24 tháng 6, đến hàng trả nợ ngân hàng nhưng bà N không trả tiền nên ông phải bán nhà trả nợ. Nhà bán cho người thân nên họ đang cho gia đình ở nhờ. Gia đình tôi đã rơi vào cảnh bi đát, con cái đi học không có tiền. Tôi giờ giống như người đi ăn xin hàng ngày. Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Miêu cho biết, bà N đang nợ nhiều người với tổng số tiền lên đến 24 tỷ đồng. Mới đây, sau khi xem xét đơn tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên đã hướng dẫn người dân khởi kiện vụ việc ra tòa án xử lý. Cảm ơn các bạn đã xem video, follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức thú vị nào.